Xin chào quý vị các bạn, nối tiếp series giới thiệu các linh kiện, các dịch vụ đang được triển khai tại Di động Cao cấp.vn. Hôm nay Di động Cao cấp.vn giới thiệu bạn video thay mới camera máy ảnh của Asus ZenFone Max tại Di động Cao cấp.vn. Đây là phần cụm camera máy ảnh của Asus ZenFone Max. Khi quý hàng gặp có lỗi sự cố liên quan phần máy ảnh của Asus ZenFone Max không lấy nét được, lấy nét chập chờn cũng được cũng không, quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn. Hiện nay Di động Cao cấp.vn đang có sẵn camera máy ảnh mới để thay cho quý vị các bạn. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về camera máy ảnh của Asus ZenFone Max, quý khách hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi thoại đường dây nóng 04667 5099. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Asus ZenFone Max hỏng camera tại Di động Cao cấp.vn chúng tôi.